xét sự lây lan nhanh chóng của biến chủng phụ mới của Omicron, Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục trong 2 tuần qua, vượt xa so với cao điểm của các đợt dịch trước. Trước tình hình trên, chính phủ Nhật Bản đã phải thực hiện nhiều biện pháp tăng cường nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Nhật Bản hôm 3 tháng 8 nhận thêm gần 250.000 ca nhiễm COVID-19 và 169 trường hợp tử vong. Ngày 4 tháng 8, nước này báo cáo 231.597 ca mắc mới và 157 người thiệt mạng vì COVID-19. Có tới 24 trong số 47 tỉnh thành ở Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép thêm 3 tỉnh áp dụng những biện pháp phòng dịch tăng cường. Các biện pháp tăng cường bao gồm việc kêu gọi người dân tiêm vaccine và làm việc từ xa, hoặc có thể đề nghị người cao tuổi và những người có bệnh nền tránh xa những địa điểm đông người. Bốn tổ chức nghiên cứu học thuật ở Nhật Bản đã ra tuyên bố khẩn cấp kêu gọi người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hạn chế đi khám ở các cơ sở y tế để tránh cho hệ thống y tế bị quá tải. Đến nay, tổng cộng trên 13,34 triệu người dân nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 32.976 bệnh nhân tử vong. Tại Nhật Bản, dịch COVID-19 đang có tốc độ lây lan nhanh chóng. Trong hai tuần qua, số ca nhiễm mới tại nước này chiếm đến 20% tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới và là mức cao nhất toàn cầu. Thời điểm này có thể chưa phải là đỉnh điểm của làn sóng dịch COVID-19 thứ bảy tại Nhật Bản. Dịch bệnh còn có thể tăng mạnh hơn trong thời gian tới khi hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian và nhiều hoạt động vui chơi sẽ được tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Obon vào giữa tháng 8.